bản chất. Có nhiều người bây giờ người ta không phân biệt được cái này. Thơ thể bằng trắc ra làm sao, chữ nào bằng chữ nào trắc không biết. Dạ, nó vậy đó. Cái đó là cái thở thể đường lực, cái hợp bầu Nguyễn Thanh Quang có làm cái bài mà bước tới đèo ngang bóng xế tà đó. Đó. Đúng theo cái thể đường lực. Đúng rồi. Tại cái thời bà Nguyễn Thanh Quang với bà Hồ Xuân Hương thì nó còn dính líu trong cái thơ đường. Dạ. Nó chưa có cái dạng gọi là thơ tự do. Đó. Còn sau này cái thời một số thời sau thì nó có cái nó thoáng hơn là nó có cái thơ tự do. À, thơ tự do là muốn nói sao nói đó. Đến cái thời bà Nguyễn Thanh Quang hay là thời của ông mà ông các ông mà thơ như ông Nguyễn Vĩnh Khiêm, ông Nguyễn Khiêm là sao nữa hả? Ông một số nhà thơ đó, ví dụ như là bắt buộc phải làm thơ nó phải niêm luật. Luật đúng rồi. Cho tới cái thời của Hàn Mặc Tử sau này rồi nó mới tự do. Tự do quá rồi. Đúng chưa? Đó là một là thất ngôn bát cú là bảy chữ mà 8 câu đó. Còn không thì ngũ ngôn trường thiên rồi thất ngôn tứ tuyệt rồi song thất lục bát. Đó là cái thời xưa nó chỉ có thể thơ vậy thôi. Nhưng mà tới thời của ngài Nguyễn Công Trứ á thì ổng có làm thêm cái thể cái cách của ngài là mấy cái bài thơ mà nó kèm mấy câu nho đó. Ví dụ như cái bài mà Chí Anh Hùng, Chí Nam Nhi, Phận Làm Trai. Ví dụ như ông làm là cái kết thúc cái câu của cái thể thơ của ngài Nguyễn Công Trứ thì kết thúc có 6 chữ. Có những cái bài mà vòng trời đất dọc ngang dọc nợ tăng bồng vai trả vai đó. Chí Làm Trai Nam Bắc Đông Tây cho vệ sức vẫy vùng trong bốn bể. Nhân sinh tự cổ thì vô tử là bắt đầu đem hai câu nho vô này. Đó là cái cách đó như vậy. Nhân sinh tự cổ thì vô nghệ, còn bây giờ có nhiều sửa tới sửa lui. Lưu thủ đăng tâm chiếu hẳn thanh. Rồi hai câu nó vỏ vô cái quạt kép. Sau đó là mới thơ tử nôm tiếp. Đã biết ai rằng nhục rằng vinh, mấy kẻ biết anh hùng thời dị ngộ. Rồi gì đó biết mê tuôn sóng gỗ, viết ra tay tiều lái trận cuồng phong, chí nhân tan sẽ núi lấp sông, làm nên đấng anh hùng đâu để tỏ. Rồi xong rồi đó, mấy đường mây rộng thơ thên cử bộ, nợ tăng vòng tăng trắng vỗ tay reo. Cái câu cuối cùng là thảnh thơ thơ túa rượu bầu. Là 6 chữ. Thường đó là cái thể thơ mà nó thơ nôm của ngày xưa mà của cái chữ quốc ngữ mình đó. Còn đa phần thì há làm thì nó phải có niêm lực dành lực bằng đắc đàng hoàng. Rồi cái có thơ thơ mà nó đảo nữa. Nó đảo lại sao mà đọc vẫn có cái hay được á. Đảo nghĩa rồi đảo tên. Đó là cái thời của Nguyễn Khuyến, của Tế Xương đầu đó. Thì nó bắt đầu nó mới dần dần. Ví dụ như của Nguyễn Khuyến, cô đặt mấy cái bài thu á. Thu điếu, thu vận, thu này kia đó. Thu vàng hay gì đó. Thì nó cũng còn theo gần theo cái thể đường lực đó. Vậy tại sao theo trò nghĩa là sao đường lực khi nổi chú này nhắc lại chú nghe chú hiểu rồi nhưng mà nhắc lại. Tại vì cái thời đường là cái thơ văn nó mạnh nhất, nó hay nhất. Cái thời đó nó giao thoa. Mà thời đường thật chất á, nó có hai thời đường nghe. Ba đường à. Có ba thời đường. Nhưng mà thật ra ba cái thời đại đường á là thời nào cái thơ văn. Mà không cho những thơ văn mà về kinh tế, về chính trị, cái nào nó cũng mạnh hết á. Thời Hán chứ không bằng thời đường đâu. Thật ra cái Hán đế đó thì được có cái là đổi thành cái chữ văn tự thành cái chữ Hán tự, thay vì kêu là cái chữ nho hồi xưa là gọi là văn tự đó. Cái tự nhiên cái tới thời Hán bây giờ cái thả mình thấy cái chữ nho mà lăng hoàng của mình đấy, chữ Hán chứ đúng ra cổ gọi là chữ văn tự. Nhưng mà tới Hán đế ổng còn thâu hết, ổng muốn lấy ra thành ra ổng được cái là bây giờ cái chữ của Trung Quốc bây giờ là gọi là chữ Hán. Nó đi khắp trên thế giới cái đó, chữ Hán chứ thật sự ra có trước thời đó rồi. Rồi đời đường thì được cái ưu tiên là hở gì cái này là nó là thơ đường ha. Rồi thời Càn Long, thời Khang Hy thì hở gì cái nó mạnh, thời đó ghi gốm sứ á.
Chính nhờ gốm sứ đây là gốm sứ Càn Long, gốm sứ Khang Hy. Ừ. Ủa, thời nó có cái đỉnh cao của nó. Còn thời Chu á, thời Chu mà trước Công Nguyên á, thì cái thời đó được cái là họ họ chủ trương của họ là phải miệt mài ghi lịch sử, dù cách này cách khác gì đi chăng nữa đó, thì cái ông họ Chu đó, cái dòng họ Chu đó, cái nắm triều đại đó phải phải bắt buộc cách gì không biết mà phải lưu lại lịch sử. Cho nên ví dụ như bây giờ cái đợt cái Trung Quốc bây giờ ví dụ như có cái mà biết bao nhiêu người ra sử, nhưng mà thật sự cái chu thư nhị ký gì đó, đó là nó có giá trị, cái giá trị cái thời của Khổng Lão, thời Đức Phật, nó về sau là gọi là ta cho là hơi nó rõ ràng đó, chính xác, giàu rằng cách này cách khác, nhưng mà ta lấy cái đó làm cái mốc. Còn Việt Nam mình thì thời lịch sử thì có ông nào tự nhiên Trương Vĩnh Ký hả, phải ông gì? Vĩnh Ký sao này rồi? Ông gì mà lịch sử của này viết cái Việt Nam sử lược á, là tự nhiên thôi giờ nó khùng cái đầu tôi. Việt Nam sử lược hả? Dạ. Yeah, gì Bính á? Không phải. Cái Thiệu Đính, cái ông Trần Trọng Kim. Trần Đông Kiêu thì sao lại thì cũng có giá trị. Trần Đông Kiêu thì sao? Còn trước đó nữa có cái ông gì đó. Bây giờ cũng còn lưu lại đây nè, cũng còn ứng dụng áp, cũng còn sử dụng đây nè. Thời của Nguyễn Lang là ông Nhất Hạnh. Yeah. Của Nhất Hạnh từ Nguyễn Lang đó. Gần đây rồi. Của Hiệu Nguyễn Lang. Không ý mà nó lịch sử mà ghi nó rõ ràng á. Yeah. Nó chắc thật á. Nhưng mà bên Tàu á, họ cái gì họ cũng ghi lịch sử đó, hay cho đó đó. Dầu thời đại quýnh nhau rầm rầm vậy mà họ cũng ráng họ cách này cái cách là những cái lịch sử. Giống như cái Phật giáo cũng vậy, để họ mong nói tôi nói cho ông nghe, để rồi họ mong nói cái là tôi trả lời cho có hết cái việc đó. Là nếu nói về mà gọi là Tam Tạng kinh điển á, thật sự là chữ tàng chứ phải chữ tạng. Tam tàng kinh điển, nhưng mà nghe chữ tàng thì nó kỳ, tại người Việt Nam cái chữ tàng, chữ tàng thì tức là mất tiêu á. Dạ, cho nên chứ đúng là chữ là đúng là tam tàng kinh điển, nhưng mà cũng như ông địa tàng chứ phải ông địa tạng. Nhưng mà tại vì cái chữ tàng đọc cái nó kỳ trớ, trở lại cái vấn đề tam tạng kinh điển á, thì thật ra chỉ có cái bộ luật tạng đó, bộ luật tạng là rõ ràng nhất thôi. Còn thật ra về kinh tạng, về luận tạng thì sau này mình không nói rồi, về nói về kinh và luật và luận. Nhưng mà chánh là hai cái bộ chánh, còn luận là biện giải sau này mình không. Nhưng mà về kinh với luật á, thì chỉ có bộ luật tạng là nó rõ ràng. Tại vì bộ luật tạng á, là do ngài Ưu Ba Ly á, không biết cách sao bây giờ tới giờ này tôi cũng phải nhà nghiên cứu, tôi nói hoài à. Sở dĩ hồi xưa á, đi học thì ông nghĩ mình, tại tôi nhà quê, tôi lên Sài Gòn ăn, mình đâu có nghĩ rằng có chỗ ăn, chỗ ở, đi học là quý rồi, chứ đâu có nghĩ rằng ngày hôm nay mà tôi ra giảng, ra nước ngoài thế này đâu. Hồi xưa là tôi mơ cả đời, tôi không biết bao giờ tôi đặt chân tới Mỹ chơi, chứ đừng nói mà trú ở Mỹ, thấy không? Nói vậy là ông đủ hiểu rồi. Luôn cả 12 năm tôi ở Sài Gòn, mà mình không có cái hộ khẩu Sài Gòn à. Trở lại á, thì trong hai tạng chính á, là kinh với luật á, thì chỉ có luật là ngài Ưu Ba Ly ông làm cách này cách khác mà ông gìn giữ, và tới ngày nay cái bộ luật đó mình không dám cãi, nó chính xác, nó rõ ràng, chứ không có mà đi mà nói không có được. Còn kinh tạng á, thì như ông biết rằng là tới năm sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 100 ngày thì kết tập kinh tạng lần thứ nhất tại hang Tất Bát La, do thượng thủ tổ sư Ca Diếp triệu tập chư đệ tử để kết tập. 100 ngày thôi. 100 ngày. Sau Phật nhập diệt 100 ngày. 100 ngày. À, lần thứ nhất. Lần thứ nhất. À.
Thì nó như vậy nè, đúng ra thì ngài Ca Diếp lúc đó lụm cụm rồi, ngài cũng không có làm chi đâu. Nhưng mà nó khiến là trên cái đường đi về để thăm Đức Thế Tôn về Câu Thi Na đó, nghe Đức Thế Tôn về thành Câu Thi Na thì chứ đâu có biết cái đó, đâu có điện tính điện gì đâu mà biết Đức Thế Tôn gặp việc. Cho nên Thế Tôn gặp việc lúc bấy giờ là chỉ có A Nan là Hầu Cảnh với A Nậu Lâu Đà với có mấy người thôi. Còn bao nhiêu đệ tử lớn thì đều viên mãn hết rồi, như Xá Lợi Phất, Lục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, cho tới mấy anh em ông Kiều Trần Như, mấy ông A Nhã Kiều Trần Như, rồi mấy ông Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, rồi dân dân tất cả mong tịch hết rồi. Sao nói con ông về không kịp, bây giờ kịp để nó quả thiêu đó. Phim nó nói vậy. Cái đó thì nói cái chuyện đó, nhưng mà mình nói với ông thượng thẳng thôi. Mấy ông mà gọi là có danh tiếng cũng như là ngay cái thời Đức Phật mà có làm những cái điều mà nó để lại cái ấn tượng thôi, còn chuyện thì ông nào cũng nói kệ đó. Phim này nó muốn giết như nó giết kệ thôi. Cái phim mà sau này cái phim mà 55 tập mà nói tới đây cái tôi nói tới kia mà Ấn Độ mới đóng của ông thì Nhất Hạnh, nó thật sự nó rất quá à. Coi hay thì chứ coi kỹ lại trớ quá nè. Thật sự vì nó dựa theo cuốn Đường Sơn Mây Trắng mà ông của Nhất Hạnh nó viết hay vậy chứ viết trớ quá nè. Ông viết theo cái kiểu của ông trời, ông biết mấy ông quản trị mà. Nó muốn quản trị mà cho nên nó thiêm sách mày bát. Thôi mình ngốn nhà nghiên cứu, mình phê bình vậy cũng hơi quá, nhưng mà trở lại. Nhưng mà thôi, nó cũng làm cho được một số người, người ta coi ta phát tâm là tốt rồi. Còn cái chuyện mà chính xác 100% thì bây giờ nói thẳng ra thì ai là nhân vật lịch sử? Ông thấy không? Ai là nhân vật nội Việt Nam ta đây? Từ thời, không có ai xa lạ, từ thời năm 63 mà dụ mà Phật giáo mà lật đổ cùng nhau về cái nền chính trị mà lật đổ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu rồi đó, mà bây giờ còn không trúng đấy nè. Cái người còn lại nhân chứng kia còn mà còn hai bên đấu nhau à. Chưa hẳn là trúng, không thấy không? Thì hà huống gì mấy ngàn năm nay rồi trở lại. Thì cái nội dung chính á là do ngài Tổ sư Ca Diếp á đi về Câu Thi Na để thăm Đức Thế Tôn. Thì khi về thì ngài lụm cụm mà Tổ sư Ca Diếp ngày xưa ông với ông hậm hạnh đầu đà đệ nhất mà ăn ngàn bữa mà lại ông phát ổng cứ đi xin đồ người nghèo không à, mỗi người nó cũng cái hạnh vậy thôi. Rồi người ta gọi cái nghiệp mà đã gọi cái hạnh đi. Cho nên mới là gọi là đầu đà đệ nhất đó. Thì ngài ốm o, ngài lụm cụm nó nào cái hình Tổ sư Ca Diếp đó, tôi treo đó. À, đeo trên cái thắt rồi. Thì trên đường đi về thì gặp mấy ông tỳ kheo già. Tỳ kheo già đây là có nghĩa là lớn tuổi rồi mới tu đó, chứ không phải là tỳ kheo già là tu lâu năm ngon nghe. Lớn tuổi thí dụ như ông á, nó xin lỗi với ông đi tu đi. Thì ông lớn tuổi rồi ông đi tu, nhưng mà vô thì ông làm theo kiểu mấy nhỏ, ông làm theo kiểu mấy thằng nhỏ thì giống như ông làm có được à, ông nghĩ ông mà đi vô thì Phật cứ chế ra những cái quy tắc, những cái giới luật, những cái phép tắc quy nghi, thì giờ ông bao nhiêu tuổi đi chăng nữa chứ ông mới vô thì phải ngồi sau người ta chứ ông đâu là ông nội ta được. Đạo nó có luật đạo nó. Thì mấy ông nội thì kheo già vô, thí dụ như ở nhà với vợ nó quen rồi, rồi làm ông làm cha nó quen rồi, rồi có cả hầu hạ quen rồi, bây giờ vô đây thì bắt phải khổ hạnh vậy đâu có chịu nổi. Thành ra nhưng mà lỡ vô rồi nó khổ này, lỡ bị cái thời sau khi Đức Phật mà thành tựu đạo Bồ Đề 13 năm sau là nó lộn xộn dữ dằn lắm. Từ năm thứ 13 cho tới ngày mà Đức Thế Tôn nhập diệt nó vẫn còn lộn xộn tăng đoàn nghe. Chứ không có nói rằng là đừng có tưởng đâu thời Đức Phật là cái thời hoàng kim 100% mà không có à. Từ cái thời Đức Thế Tôn thành đạo với cội Bồ Đề cho tới cái năm thứ 13 đó là hoàn toàn là thanh tịnh tăng không hà. Có thanh tịnh tăng không hà. Mà từ cái năm thứ 13 là bắt đầu nó lộn xộn, lộn xộn, lộn xộn. Bởi vì nó trà trộn,
Cho nên cho tới cái ngày cuối đời của Đức Thế Tôn mà cũng chưa yên nữa chứ đừng có tưởng à. Nhưng chẳng qua là Ngài là một bậc đại từ bi, đại trí tuệ, cho nên giống như là Ngài biết chúng sanh nó vậy rồi thôi thì Ngài không có đau khổ như mình. Chứ còn như mình đó thì mình sắp xếp chuyện gia đình mình không được thì mình đau khổ đúng không? Chứ đừng nói chi một cái tăng đoàn con nhiều cha. Thì tôi trở lại thì khi mấy ông thầy kheo già này sau khi Thế Tôn nhập diệt, ông mừng quá đi. Ông mừng quá cái ông đi, cái ông gặp Ngài Ca Diếp, mà mấy ông này vô trễ cũng đâu biết Ca Diếp là ai. Thật sự đó nói chứ đâu phải như bây giờ mà phim ảnh đụng cái mấy YouTube nó đưa lên đâu mà biết ông này ông kia. Thấy không? Có nhiều ông xuất gia mà chưa biết ông Sáu Lợi Phất là ai nữa, bị mấy ông gặp diệt trước nữa cơ. Tôi thí dụ vậy đó, hay là A Nan, hay là La Hầu La. Thí dụ La Hầu La mới 53 tuổi chết à. Thì nếu mấy ông xuất gia mà vô chừng 10 năm biết La Hầu La ai. Ví dụ vậy, hay là nhiều vị như là Ngài A Nhã Kiều Trần Như, thì thật sự sau khi nghe Pháp Tứ Diệu Đế có vài năm sau viên mãn, mấy ông mà xuất gia sau mấy chục năm có biết ông A Nhã Kiều Trần Như là ai? Chưa chắc gì nghe nhắc lại nữa, chứ đừng có nói thời Đức Phật đâu có thời gian mà trà dư tử hậu như mình giờ mà sáng ngộ nước trà như mình đạo đạo đâu. Sáng là lo đi khất thực, khất thực xong về là nghe Đức Thế Tôn thuyết giáo. Còn không thì vô rừng ngồi thiền, mỗi người gốc cây chứ đâu có mà ngồi mà tụng ba tụng bãi như mình mà trong trà mà uống. Mà cái vụ tụng ba tụng bãi rồi mới có chuyện nào. Tôi kể cho ông nghe. Cái trở lại đó, thì khi mà Đức Ca Diếp trên đường đi về á, thì Đức Ca Diếp mới gặp Tỳ Kheo già. Thì Ngài lụm cộm với ông già kia, cũng tưởng đâu ông già này giống như mình, chắc cũng tu muộn như mình, đã đời rồi vô tu phải không? Hỏi chứ ông đi đâu rồi, nói trời tôi mừng quá. Hỏi gì mừng, để bữa nay Đức Cù Đàm mất rồi, ông Cù Đàm ông chết rồi, bây giờ cũng mong cho có sự thay đổi đi. Chứ nay cái ông họp lại ông ra cái điều này, mai ông họp lại ông ra điều kia, biết rồi mấy già này dữ quá được. Thì ông này ông tưởng đâu Ngài Ca Diếp là cũng già với ổng, chắc cũng mới tu với ổng phải không? Trời, tổ sư Ca Diếp nghe mình nói theo kiểu ngày nay là nghe sức mồ hôi á. Nghe ông sức mồ hôi luôn, trời. Đức Thế Tôn gặp việc còn đó chưa có trà tì. Mà có những loại tỳ kheo, tôi gọi là tỳ kheo vô trí á, vô ý thức á. Vô trí mà phát ngôn thì cái lời bừa bãi như vậy đó. Mà già nữa, mà già chứ mới tu thì thành ra giống như trẻ thơ thôi. Đến nay ông Như Lai, ông Thế Tôn, ông Cù Đà, ông nhập diệt rồi mừng quá. Chứ nay ông họp ra lực này, họp ra lực này riết mấy già già, mấy già chịu không nổi. Đó, tôi dùng như Ngài Ca Diếp nghe nói lật đặt đi ma ma một chút, về tới thành Câu Thi Na. Thì nói mình nói xin lỗi giống như làm cái thủ tục. Nói chứ thời nào cũng có thủ tục, bởi vì Ngài Ca Diếp được đại chúng giống như cử, được Đức Thế Tôn chấp nhận cho làm tổng sư. Thì phải chọn tổ sư là về làm thủ tục. Nếu mà nói giống như bây giờ thì mình nói thẳng nha, đời nào cũng vậy thì phải Ngài Ca Diếp về thì trình lên các ông vua phải làm lễ trà tì được không? Không thấy không, chứ một gì cho Đức Thế Tôn mà bây giờ biết rằng chết là bỏ, nhưng mà một vị đại diện cho một cái gia đạo giáo vậy. Nên là Ngài Ca Diếp mới về, mới đứng ra thì chính Ngài Ca Diếp là châm lửa để lễ trà tì. Để mau sau lễ trà tì rồi á, tôi nói vậy thôi, chứ còn nếu mà muốn lịch sử mà chắc chắn ngày nào tháng nào thì đi hỏi mấy thầy mà nó đi học Ấn Độ đó. Nó đi học tiến sĩ á nghe. Chứ còn tôi nói đây là tôi nói theo cái kiểu mà gọi là quán tính, mà mình nhớ tới đâu nói tới đó nghe. Chứ còn tôi thì không có sĩ này sĩ nọ, nên là khi tôi nói mà rủi mà ông có nghe ông nào nói mà nó ngày giờ, ví dụ tôi nói 100 mà ông kia nói 49, ông cũng đừng có quan trọng. Là này là trong vòng mà vòng 3 tháng 10 ngày đó. Chứ còn có khi đó 49 kể đó, bây giờ mạnh nào nó giết cái mẹ nó đi. Tôi nói theo kiểu chân thành của tôi trong vòng, chứ hỏi ông á, cái thời để cái xác mà để càng lâu thì ông nghĩ nó thúi cỡ nào. Mà trong khi thời Đức Thế Tôn là vậy nè, đừng nói không thúi, đã ngài nói rằng tất cả các pháp nó có sanh, nó có diệt, thì Như Lai cũng không khác. Đúng rồi. Đừng có nói là Đức Phật không thúi, nên mấy Tây Tạng bây giờ mà nó đem nó xác này không thúi, xác kia không thúi là nó lè thiên hạ. Mình nói thẳng, tôi có nể
chết là chôn, không là thiêu dục. Không có vụ mà để xác nó làm gì, mấy thằng khùng mấy thằng ngu nó mới để đó, nó muốn hơn Phật thì nó thờ Phật làm gì, mấy cái con gì nó ăn hết trơn chứ. Trở lại cho nên tôi nói thật á, tôi không có phục cái chuyện đó. Dầu mà anh chết mà có thiêu 100.000 quy xá lợi tôi cũng phục nữa. Bởi vì các pháp nó đã hoại diệt, nó đã vô thường, nó chuyển biến theo cái dòng vô thường. Mà anh muốn để lại là anh để làm sao? Anh đệ tử Phật, anh học Phật mà anh muốn để lại là tôi hỏi ông, tôi nói con nghe đúng không? Đúng rồi. Có phải là ngu không? Còn gì đâu mà để. Dầu anh có để là mà giờ anh có để cái viên xá lợi hay viên kim cương nó quý giá cỡ nào đi nữa là cũng có đồ bỏ của người trí hết trơn á. Tại vì nó là vô tri. Con người đã hiện giờ nó còn thân xác đây nè, nó là hữu tri đây nè, nó còn nói năng cử động đây nè, nó còn không là gì, đừng nói chi cái vật vô tri. Hiểu cho nên mình nói thâu xa nghĩa là ai hiểu hiểu, ai có chửi tôi cũng chịu, và tôi nói là tôi nói thẳng. Cho nên là vậy đó, đã là xương tàn cốt rụi thì nó không có giá trị mẹ gì hết trơn á. Sống đây còn không giá trị, đừng nói xương tàn cốt rụi. Nhưng mà cái điều trả lại vấn đề đó là Ngài Ca Diếp mới lật đặt mới là thiêu Thức Thế Tôn xong rồi á, thì chia xá lợi thì đúng bây giờ là chia có 8 cái đại từ cường quốc, đại quốc ở cái Ấn Độ thì bây giờ thôi. Rồi 8 cái nước nó mới chia ra rồi 8 nước nhỏ nữa, thì lúc đó là thập lục là 18, gọi là 16, gọi là 8 nước lớn và 8 nước nhỏ. Thí dụ như giờ nước lớn á, thì có nước là tôi thí dụ như là cái nước cái thành Vương Xá, nước của ông vua Ba Tư Nặc á, ở dưới nước của vua Ca Xà Thế là Tần Bạc Sa La, là Vương Xá Thành, nước Xá Vệ gì đó. Còn nói vấn đề nó hay lộn xộn lắm nha. Cái đầu tôi bây giờ nó lộn xộn lắm. Ông vua Ba Tư Nặc là cái nước Kiều Tất La, còn ông Tần Bà Sa La là cha Xà Thế, sao Xà Thế lên ngôi là cái nước gọi là Vương Xá thì Dương Xá gì đó thôi. Giờ nó Ma Kiệt Đà, nước đó nước Ma Kiệt Đà. Ôi mấy danh từ đó cũng cần nhớ làm gì, nhớ không nổi vậy thôi. Không phải nhớ không nổi mà bây giờ cái đầu tôi, bây giờ tôi hỏi tôi ở không đâu mà tôi nhớ chim cái lặt vặt vậy. Tôi nhớ cái lý để tôi nói chứ còn ai bắt lỗi tôi, cho nên tôi thường hay nói hoài. Ai muốn hiểu mà chính lịch sử đi kiếm mấy cái ông mà nó đi học nó có bằng cấp á, trách nhiệm của mấy ổng đó. Còn tôi là trách nhiệm là chỉ nói đạo, mở đạo được tới đâu mở thôi. Thế thì chia ra thì hỏi ông ở trong đó, chia ra thì thí dụ như nước Kiều Tất La là ông vua Ba Tư Nặc á, thì có người con, người rể là vua Hữu Xứng, thí dụ vậy đó. Nhưng mà thật ra đó thì bây giờ nếu nói lại á, nếu nói lại lúc này á, coi chừng cái chỗ chia xá lợi là nó cũng lộn xộn này nghe. Nó lộn xộn nghe. Là tại vì khi mà ông Lưu Ly ông lên bá chủ, ông ngồi ông giết Kỳ Đà Thái Tử rồi đó, là thay vì Kỳ Đà lên ngôi, nó giết Kỳ Đà để ông giành cái ngôi để ông đi tàn sát vào ngoại Thích Ca, là ông quýnh mấy nước là tanh bành rồi nghe. Ông mới mở đường ông qua Ca Tỳ La Vệ được chứ. Rồi sau đó vua Lưu Ly cũng chết, rồi ông diệt chủng ông. Nếu mà tôi thường nói là vua Lưu Ly là, nếu nói thẳng là diệt chủng đó, một người diệt chủng đó, ông cũng đâu có thua gì Hitler, đâu có thua gì Tần Sĩ Hoàng sau này đâu. Nhưng mà cái thời đó nó chưa có đông dân, nó chưa có lịch sử, chưa có mạnh bạo. Thì trở lại á, thì cho nên có khi mình nói cũng coi chừng nó không trúng á nghe. Nói mà suy nghĩ lại, nói theo là ngữ nghĩa, chữ nghĩa chứ nó không trúng à. Rồi thì bây giờ trở lại Tổ sư Ca Diếp, ông mới nói là bây giờ Đức Thế Tôn nhập viện còn đó, mà có những tỳ kheo vô trí như vậy, hà huống về lâu về dài. Cho nên ông mới kêu gọi kết tập kinh điển. Ông hiểu không? Thì đó là cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất. Với hang Tắc Bắc La, của cái thành Vương Xá, của nước Ma Kiệt Đà, mà cái người tài trợ chính á, gọi là nhà tài trợ chính đó là vua A Xà Thế, bây giờ đó là vua rồi nha, quay đầu rồi nha. Bị gì cái thành Câu Thi Na đó, là nó gần cái thành Xá Vệ, nói nó có đầu có đuôi, mà Đức Thế Tôn từ ở nước Kiều Tất La của vua Ba Tư Nặc
Rồi sau khi gọi là à, Luli mà ông lên ngôi rồi thì thật sự Luli ổng dầu có tôn trọng chứ à, ổng đem quân đi giết dòng họ thích hết thì Thế Tôn cũng đâu phải là nói chứ cũng còn mang xương máu chứ đâu phải là cái gì đâu mà ngài không thương dòng họ. Ngài cũng muốn trở về quê hương, thấy quê hương nó điêu tàn vậy đó, cho nên ngài định là trở về cái quê hương để thăm thăm cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình rồi viên mãn ở đó. Nghe nói theo cái tình nghĩa đó, Thế Tôn là một con người trọng tình nghĩa, chứ đừng nói thành Phật rồi là không có quê hương xứ sở, không phải nha. Nhưng mà tại cái thời đó đó, nó không có đủ thuốc men, mà Đức Thế Tôn thì bệnh cái bệnh thổ tả, mà lại cái năm cuối năm, cái mùa đông rồi nè, mùa đông cuối cùng của năm 79 đó, năm 79 tuổi đó, nó lạnh lùng, nó lạnh lẽo quá, mà Thế Tôn mình thổ lại, cho nên cái làm cái đường ruột nó chịu không nổi, cho nên ngài gọi là ngài kiết lỵ suốt một cái khoảng thời gian rất là dài. Không biết mà ăn ngàn bữa mà gãi hồi đó ai cho gì ăn nấy, rồi lại là uống ngủ nước suối, mà trên đường từ cái nước Kiều Tất La của Vua Ba Tư Nặc rồi qua tới cái nước Ma Kiệt Đà của A Xà Thế rồi mới về tới cái nước của Ca Tỳ La Vệ được Nai Ban á. Thì bây giờ thì Thế Tôn coi như là thay gì chưa có phải là cái giờ phút đó phải viên mãn đâu. Đó, nhưng mà nó khiến là quằn quại đau quá, cho nên đi tới cái rừng Câu Thi Na thì ngang ở chỗ yên vắng là Thế Tôn giống như bây giờ nói theo kiểu giờ đó, giờ con ơi giờ ta hết đi nổi rồi đó. Lúc đó là ngã Nang Hầu, có ai ngã Nậu Lâu Đà, có mấy một vài đồ đệ, nhưng mà chính là Nang là thị giả, cho nên ngày đau đớn quằn quại lắm. Rồi sau đó thì mới đi ngang cái nhà của ông Thuần Đà đó, ông mới đi săn về, ông mới bầm cháu heo rừng đó. Nhưng mà gặp con heo này chắc nó trúng vô tên độc, cho nên từ đó nó thấm vô cái cơ thể của ngài nữa, không thêm cái bệnh nữa, cũng cái bệnh. Thành ra nhưng mà trên tinh thần đại thừa thì học nói chuyện đó là nhiều, mà chỉ nói là Thái tử Thường Đà nấu cái loại nấm như là gọi nấm bột dĩ, như là nấm heo, nấm mà nấm độc á, nấm thôi. Nhưng mà thật sự ra thì thời đó đâu có nói ăn chay, nó tam tịnh nhục thì đi trong rừng mà thì chay mặn cái gì. Ông thấy ông nói phải nói cho nó trúng lịch sử đi, để nó bày bạ sao người sao họ nghe họ khi dễ. Đừng có đề cao cái nào, vì Thế Tôn đâu có sát sanh đâu mà nói ngày ai cúng thì ăn mấy, mà nó thì ông bầm thịt heo ra ông nấu cháo, ngày ăn nó cơ thể vậy nó ngày mới cuối cùng ngày mới viên mãn. Thì thật chắc tới bây giờ á, mà mình nói theo khi bên Tàu đặt ra, không phải đổi từ bên Tàu, nhưng mà nói theo cái Chu Thư Dĩ Ký hồi nãy tôi nói đó, là cái ngày viên mãn và cái ngày đản sanh của Thế Tôn á, thì căn cứ vào cái quyển Chu Thư Dĩ Ký, đồng thời căn cứ vào cái trụ đá của vua A Dục để mà lấy quyết định hai cái ngày đó. Nhưng mà Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan rồi họ đâu có chịu, họ mới gom lại cái dịp tháng 5 là cái tháng Vesak đó, họ mới làm ba cái lễ tam hợp. Tại vì hàng năm Đức Thế Tôn ở một trú xứ nào đó thì các cái đồ đệ của ngài và những người mà chứng đắc á, tôi đây gọi là chứng đắc đó, ta đi bằng thần thông, ta giờ ta thăm Đức Thế Tôn vào cái ngày trăng tròn của cái tháng mùa xuân là tháng Giêng âm lịch á. Rồi tính ra thì từ Ấn Độ Tàu nó cũng gần giống giống nhau. Dạ, mô Phật, trả lời cho anh. Hôm nay có điện thoại mới rồi đó hả? Không, hết pin đi. Rồi, có à, được sạc pin, dạ. Có không thắp nhang đi. Vậy sang quá. Hả? Nghe trước đi, rồi thắp nhang. Thôi thắp nhang đi. Cái trăng tròn của tháng mùa xuân, thì cái năm đó Thế Tôn mới nói rằng à, coi như sau 3 tháng nữa ta nhập Niết Bàn. Ta nhập Đại Bát Niết Bàn, cái còn Niết Bàn là nhập rồi. Nhập Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là vào cái cổ, thì đúng ra đó, mình dùng cái chữ mà Thế Tôn viên tịch cho Thế Tôn Niết Bàn là nó cũng không trúng nữa. Theo lẽ là Thế Tôn quy tịch.
quy tịch nó trốn, nhưng mà tại vì xưa giờ nó Thế Tôn gặp Niết Bàn, Thế Tôn đã có Niết Bàn rồi còn nhập ở đâu nữa, không hiểu không? Đã thành Phật là đã vào cõi Niết Bàn rồi thì nhập ở đâu giờ? Cho nên có những danh từ mình dùng, nhưng mà mình tạm dùng, bởi vì ngôn ngữ trần gian là mình tạm dùng thôi. Trở lại thì như vậy, thì nếu 3 tháng nữa thì cái ngày Thế Tôn nhập Niết Bàn là phải từ rằm tháng Giêng cho tới rằm tháng Tư không, là 3 tháng không? Đó đó, thành ra cho nên á, thì cuối cùng là cái lý để mà nói ra đó, thì ngày 2-3 tháng mà chưa tới 3 tháng, ngày trên đường ngày trở về bổn quát của ngài, bởi vì cái dòng họ nó tàn sát hết rồi, thì trở về bổn quát để thăm quê hương lần cuối đó, nhưng mà về chưa tới nơi. Thế ông nói bây giờ tôi nói vừa cái mặt thực tế là tôi mới đi vào cái mặt cái chuyện kinh tạng cho ông nghe. Thì khi đó đó thì Thế Tôn gặp việc tại rừng Câu Thi Na, là cái nơi của đất nước của vua Xà Thế, là Đại Cường Quốc. Lúc này nó là danh chánh ngôn thuận đàng hoàng, giàu a Xà Thế ông như thế nào, nhưng mà cái nước này của người ta, của cha người ta là Tần Bà Sa La rồi tới. Ta có chuyện mà ác của ông hồi xưa, ông giết cha rồi, cái chuyện đó ông đã ăn năn hối cải rồi. Đó thôi mình nói nó. Thì trở lại thì khi mà chia xá lợi thì thật ra có mấy nước này có thôi, chứ thời đó đâu có lại gì đâu. Mà bây giờ xá lợi Thế Tôn bây giờ mấy gánh á, nếu gồm hết thế giới thì mấy gánh á, làm gì có. Ở thời đó tại vì các vị vua kính nể quá, cho nên mỗi người đem miếng đi ráp vô cái chỗ đó Thế Tôn nằm đó, ta mới gọi là kim quang, là ta quý trọng, ta ráp bằng cái miếng bằng vàng đó. Mà vàng gì thì bây giờ mình không biết, mình không biết vàng 10 hay vàng 24 hay vàng 18 triệu đó mình không cần nói. Nhưng mà vì các vị dương đế họ kính trọng đó Thế Tôn, bởi vì họ quy ngưỡng với ngài, họ đem họ ráp đó, cho nên mới gom lại cái gọi là kim quang. Bây giờ mình chết rồi gọi kim quang, mình bây giờ là gọi bạch đà, thì dên rồi dên mọc thôi, chứ là sao kim quang được. Thành ra đó, khi mà thiêu thì cái độ, cái chất, cái củi mà để quả táng Đức Thế Tôn thật sự ra đó là, có đồ ăn nữa hả? Ồ, phải, nay ngày rằm hả, chứ bởi rằng mày đâu có rằm thôi chứ. Thôi để đang nói, để nói cho nó hết. Thì khi mà thiêu Đức Thế Tôn, thật sự ra cái củi này mà cái củi quý à nghe, củi chiên đàn, gỗ quý đàng hoàng à, tại vì các vị vua ta đem mỗi người bó đem lại thôi, chứ không cần nhiều, mà mấy ông đại thần, mấy ông vua thôi. Thì hỏi ông ấy, dân thường ở Ấn Độ, dân thường nó đem củi nó chắc nó thiêu nó còn ra cho hết, đừng nói chi mà đây là đem toàn là bạch đàn, cái mà quỳnh đàn gỗ quý không để thiêu Đức Thế Tôn. Thì thiêu cũng còn ra nắm tro chứ là cái gì. Nhưng mà thí dụ như nói là tại thời đó nó vậy nè, tôi nghĩ có thể về thứ nhất là về kết tinh thì đúng, bởi vì cái trí tuệ của ngài nó cao tột, nội mà cái đầu của ngài nó có cái vô kiến định tướng là đã khác người một chút rồi. Với ngài nhờ cái sức mà tu thiền tịnh đó, cho nên đó, cái tỷ đó nó mới kết tinh. Cái điều này có chứ không phải không có, cái điều này tôi khẳng định là có, bởi vì ngài là một bậc mà gọi là thầy của trời người, thì nó phải có một cái gì đó để minh chứng. Thì cái này mình không phủ nhận là vụ xá lợi không có, có rồi, cộng với cái chất những cái cây mà nó có giá trị như thế này, là cộng với cái kim quang của ngài đó bằng vàng đó, những cái này nó hòa quyện vô thì nó ra những cái đồ gọi là ống ánh đủ màu sắc, thì giờ mình khẳng định là có. Nhưng mà nó không có là bao nhiêu hết trơn á, nhưng bây giờ mình nếu gom lại thế giới này mấy gánh là nghĩa là sao? Thì nó từ cái có một mà ta xích ra nó cho giữ cho nhiều. Còn bây giờ á, thí dụ như ông ba hay ông đang á, mà muốn chết thiêu xá lợi cũng được chứ không phải không được. Là nếu có cái bệnh ung thư á, cứ đi chích xạ trị mấy lần vậy đi, rồi chết rồi tôi thiêu rồi biểu tôi ráng làm xá lợi là có liền. Không có. Răng giả đó, mà thầy cấy cái implant vô đó, đó là cái cục inox đó, thì mai mốt nó cũng thành xa lợi lắm, bởi vì nó không có trái. Đó, cho nên tại sao mà mấy cái người thành cục mà bệnh ung thư mà rước mấy cái ông thầy nó lại nó niệm Phật, cái đằng kia nó bọt hay nó có xa lợi là vậy đó. Tại vì cái bệnh ung thư là vô xạ trị chắc chắn chết thì phải có thôi.
Thành ra giờ ai muốn có xá lợi thì cứ 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 vô xả trị đi rồi. Mà xá lợi để làm gì cơ? Thì lè thiên hạ. Còn cái, thưa thầy, có những người thiền sư mà ta chết rồi mà ta thành cả toàn thân xá lợi. Cái đó là của mấy đừng có nói ông cười, tôi cũng cười đó là câu phiền rồi thôi. Tại vì cái mấy ông cái khử cho tôi móc ra chúng nó chửi từ ngoài à. Tôi hỏi ông thật không biết thì con không biết thì con này hỏi chứ là cái gì đó mấy ông làm gì mấy ông ngon hơn thật hả? Tại sao thật ông không ông tu tới đó thành thật mà sao ông không ngồi ông tiếp bằng là ông tréo giò lại ông để nguyên toàn thân gì cho ta nể ông hoàng quả ông đau thương ông chết rồi ngày ca giết đi thiêu làm gì nói mà không có mấy hộp xa lợi cho bây giờ ta nguyên thân à, nguyên thân luôn toàn thân luôn có điều không sợ tội lỗi với Đức Thế Tôn tội nghiệp ngài chứ cả đời của ngài khai đạo ngài ngài bỏ cung vàng điện ngọc mà giờ nói gì là khi dễ Đức Thế Tôn sao không mừng với thầy không sanh khả quý là mừng với thầy khả quý nhưng mà bây giờ cái điều là rồi bây giờ để tôi đang nói ông chọc cho cái đó hết ý nghĩa ông ba ông hỏi tôi nè à, đợi, ông là ông thắc mắc nè con xin lỗi ông nói dụng kinh tạng nãy tôi đang nói thì về nó ra chuyện kia đó đang nói chuyện này cái nó ra chuyện kia cái đừng quên mất tiêu á là hồi 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 thời đó đó là khi mà Thế Tôn nhập diệt rồi ca diếp thiêu rồi đó thì dụ kết tạp rồi luôn đó thì trong kết tạp nó bắt đầu nó đã có sự rạn nứt ngay từ đó luôn rồi trước đó cũng đã có rồi đó nó có luôn tập. Ngay cái thời vừa kết tạp nó đã có chuyện rồi chứ không có nói gì vì sau này hết trơn à, bởi vì cái tư tưởng ngài ca diếp á thì ngài là ngài bảo thủ ngài bảo thủ là ngài coi như là ngài theo cái hạnh gọi là đầu đà mà cho nên vì vậy đó mà ngài quan niệm rằng cái gì Đức Thế Tôn mà nói đó mấy ông có nghe chính xác á thì không được bỏ và không được thêm còn cái gì mà Thế Tôn mà chỉ nói mé mé mà không hỏi chính xác á thì không được thêm, không được đưa vô và không, cũng không được bớt theo ghê không thì như vậy đó thí dụ như khi mà cái tập đó nó rối dữ lắm không cái chuyện nó rối dữ cái tập tôi chưa nói mà nói cái chuyện mà khi khi cái chuyện mà à, nàng chứng thánh quả leo lên cái ghế để kết tập á thì trong đó cái những người nghe đó phải nhắc đi nhắc lại 80 lần khi mà kết tập một đoạn văn kinh nào đó phải đọc lại đọc đến 80 lần một đoạn văn kinh đó để coi coi xác quyết coi coi những người này nè trong cái hội chúng là thánh tăng này có nghe thật sự hết không chứ không phải tự nhiên người ông nói cái tôi viết vô nghe mà phải 80 lần cái này mới nghe có đàng hoàng chứ không mới nghe này là thực tế rõ ràng đó không lần đầu tiên mới nghe thầy nói chứ trước giờ mình đâu biết thì bây giờ trở lại cái vấn đề đó thì khi ngã nang à, khi bắt đầu tới về cái tạng kinh thì của kiện của ngã nang cho nên không có ai nói nhưng mà tới cái tạng mà luật á thì là ngài Upali ổng cái tập vì cái luật là của ngài Upali chứ tôi nói đó mà ngài Upali á thì bây giờ đó tới là tới giờ tôi cũng không có nghiên cứu làm gì bây giờ tôi cũng sắp chết rồi nên tôi không nghiên cứu làm gì nhưng mà tôi biết vậy thôi là không biết cách nào đó đó không ông cũng muốn chết nữa vậy trời rồi thôi thấy rã rời muốn chết rồi chết không được chứ mà chết ông này còn phái đâu có nhiều đứa đây trời ơi thấy cho nên tôi cũng không có nghiên cứu làm gì nhưng mà cái thời mà của hoàng đế Võ Tắc Thiên đó còn nhắc là cái vấn đề đó nghe là cái thời của hoàng đế Võ Tắc Thiên còn nhớ nhắc con số là 976 năm kể từ khi Đức Thế Tôn nhập diệt bởi vì sao sở dĩ Thế Tôn nhập diệt á lấy cái năm mà Thế Tôn cứ hạt đưa cái tạng luật ra đó mỗi một năm vậy là gạch một gạch mà gạch cho tới cái ngày cái thời mà hoàng đế Võ Tắc Thiên và bả ngự trị mà đã bán tôn sùng đạo phạt là năm đó là 976 năm còn cái chuyện mà bây giờ có hỏi là đó luôn là bằng gì là thật tôi nó cũng nói thẳng là tôi không phải là nhà nghiên cứu tôi chỉ biết vậy thôi mà đây là sự thật ai muốn cãi thì phải nghiên cứu rõ ràng để cãi chứ còn tôi nghe vậy tôi biết vậy thôi ông hiểu không mà muốn cãi thì phải thấy là nhà nghiên cứu chứ còn anh đâu có nghe anh nghe tầm bậy bạ đi cãi gà chài cãi cối thì đâu có được cho nên á
Ngài Ubali kết tập cái lục tạng mà ổng là trì giới đệ nhất, cầm cân mẻ mực đệ nhất. Cho nên ai dám cãi thì Ngài Anan cũng không dám cãi, mình chỉ nói với Thượng Thủ Ca Diếp là thưa tổ sư rằng là hồi đó nó nhớ cái lời Thế Tôn có nói là những cái gì Thế Tôn nói ra á, mà nếu sau này mà tới một cái quốc độ nào đó, quốc gia nào đó mà đã không phù hợp thì bỏ. Còn những gì mà Thế Tôn chưa nói á, mà tới một quốc độ nào đó mà cần thì phải thêm vào. Thì bây giờ sợ cái câu nói này giống như ví dụ một cuộc họp lớn của chính trị đi, mà một người nào phát biểu mà sợ nó bùng ra bên ngoài thì đặt đặt phải chặn đứng liền. À, Ngài Ca Diếp chặn đứng là bây giờ Anan, ông hãy nói cho ta biết những gì có thể thêm mà những gì có thể bớt được không? Anan nói dạ lúc đó Anan nghe Thế Tôn nói vậy là Thế Tôn tuyên bố nhập diệt rồi, Anan lo khóc không chứ đâu có hỏi tới đâu. Hạnh hỏi tới thế thì bây giờ Ngài A Nậu Lâu Đà đó mới lên tiếng, bắt đầu A Nậu Lâu Đà mới chặn họng lại cái nè, là khi Anan khóc vậy đó, Ngài A Nậu Lâu Đà chỉ nhắc Anan có bốn việc thôi. Anan hãy mau hỏi Thế Tôn. Thì hỏi có bốn việc à, chứ đâu có hỏi vụ là liên quan tới giới lực này, ông hiểu không? Cho nên thí dụ bây giờ á, mà qua tới nếu như Thế Tôn còn sống á, nếu y như cái lời Thế Tôn phó chúc á, thì giờ qua nước Mỹ này này các tỳ kheo, các ông cũng phải đi làm đúng thế đàng hoàng, là bởi vì có quốc độ này nó càng vậy, phải không? Các ông không được trốn thế gian, các ông mà gây đại nhạc hội, các ông mà gây quỷ để làm chùa cơm chay đồ đó, mấy ông cũng phải khai thế đàng hoàng. Mấy ông mà có bán cơm chay đồ đó, mấy ông mà có mua bán tượng Phật là cũng phải khai thế đàng hoàng với Anan. Thấy không? Hiểu không? Nhưng mà hồi thời đó đó, Ngài Ca Diếp nói vậy đó. Thôi, ông không nói ra được thì những cái gì mà Như Lai nói ra thì không được ai được quyền bỏ. Những gì Như Lai chưa nói không ai được quyền thêm, vì đây là tạng luật, đây là giới luật, là cái hàng rào để đừng có rơi vào ác pháp. Dầu lời Như Lai nói mà ngày sau đó cái quốc độ đó không cần đi chăng nữa, nhưng mà cũng không có tội lỗi gì, bởi vì cái này, bởi vì chữ giới là cái hàng rào để mà đừng có lọt qua cái con đường ác mà. Giống như họ mong hỏi tu dưỡng bát quan trai đó, nó còn nghĩa cao tột quá, chữ quan là cái cửa đó, mà thường thường mấy thầy cứ giảng cái chữ trai giống như chữ quan. Bát quan trai là 8 cái cánh cửa đóng lại cái ác. Thay vì đó giọng mở tung từ khách trang, phải không? Bây giờ bữa nay tu bát quan trai là 8 cái này nào đóng lại, đóng cái ác lại. Không hiểu, chữ quan á là cánh cửa. Chứ thành ra nếu mà giảm chữ trai không mà thiếu chữ quan là không được, bắt buộc phải có chữ quan mà nên mới bát quan trai. Chứ thay gì đó là bát trai giới đi, chứ đừng nói bát quan trai làm gì, chứ nó dài dòng. Mà tại sao có chữ bát quan trai? Là 8 cái điều luật này là để đóng lại 8 cái cánh cửa, đóng lại cái ác. Vậy nhân điện thầy nói về Như Lai nói thì có câu vậy cũng phải đúng thầy. Như Lai nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Thì cái đó đúng, là không Phật tánh sao tu thành Phật được không? Như vậy con hỏi cho thầy, thầy nói với con người thì như vậy được. Nhưng mà ba con vật, con trùng, con viết có Phật tánh không thưa thầy? Có chứ. Cũng có Phật tánh luôn là thầy. Nhưng mà nó lâu. Cái Phật tánh nó đang ở tuốt ở đâu, trong gọi là trong xương, trong tủy. Mà nó nghĩa là ý tôi nói nó thâm thẳm đi. Thâm thẳm chiều trôi. Nó phải khi đạt tới thành tựu cái gì cái con gì không biết, mà phải thành con người thì mới tu mới thành Phật. Ngoài con người không có con gì tu thành Phật hết trơn á. Trời đây cũng phải xuống làm con người rồi tu mới thành Phật, chứ trời cũng không có ai là tự nhiên ông trời tu thành Phật ạ. Bắt buộc cao hơn mà không được cả thầy. Bởi vì trời vẫn có cái phước báo của trời, nhưng mà cái phước này phước hữu lậu. Có những người có cái phước ông biết không? Hết cái phước nó khổ đau còn hơn địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Hữu lậu vô lậu nó quan trọng đó lắm. Sẵn thầy nói đây á, thì tại vì anh hỏi câu đó thì cũng là một cái lý để anh hỏi. Nhưng mà cái hồi nãy thầy nói
Thầy nói là đúng đó là tùy theo một cái quốc độ đó rồi để rồi thay đổi tùy theo cái ứng xử của từng quốc độ đó nha. Đồng nghĩa với cái chỗ chủ nghĩa Marx Lenin đó. Gọi là chủ nghĩa sáng tạo không? Cái này nói thiệt, chủ nghĩa Marx Lenin là cái chủ nghĩa sáng tạo. Tùy theo cái quốc độ của mỗi một cái nơi nó sáng tạo kiểu khác. Không, xin lỗi tôi cắt ra để hồi là chưa có tên mạng hồi đó mình nói chính trị. Đồng với cái chủ nghĩa Marx đồng với chủ nghĩa Phật chứ không có Lenin. Chủ nghĩa Marx, tới cái ông Lenin ông đặt vô cái nó sai bét à, còn ông, chủ nghĩa Marx rất là rõ ràng à. Sao? Chủ nghĩa Marx, Marx Engel. Gần tương với cái chủ nghĩa của Phật giáo á. Thế hả? Mà tới ông cụ Lenin vô nó mới hư bộn cái đường. Mới sanh ra chính trị đấm đá chứ trước kia thì. Ok, chủ nghĩa Marx là sao? Là cái chủ nghĩa cộng sản đó. Ờ, mà tôi không biết. Thầy vừa nói chủ nghĩa Marx mà ngang với chủ nghĩa của Phật là ghê lắm đó thầy. Không phải ngang, tôi không có nói ngang. Nhưng mà đồng. Gần đồng đó. Nghĩa là mấy ông này ông đang học với, mình nói có học với chủ nghĩa Phật không mình không biết nhưng mà cho nên cái tinh thần mà vô ngã, vô thần á. Mà nếu đúng cái chủ nghĩa Marx vô thần là nó đồng với cái chuyện vô thần, cái chuyện đạo giáo của đạo Phật đàng hoàng à. Còn cái vô thần mà của ông Lenin là nó lại là bởi nó mới hư bộ phương đường á nghe. Đó, bởi vì cái tư tưởng của Marx á là thống nhất để thống nhất đấu tranh. Phủ định của phủ định, lượng, chất, thấy không là ba cái tư tưởng chính. Làm là theo cái năng lực của ông nhưng mà hưởng theo nhu cầu của ông đó nghe. Cái tư tưởng Marx đó là rất là rõ ràng à. Dữ gì đó. Làm theo cái năng lực khả năng mình tôi càng ngớ ngẩn thôi mà bây giờ mình thì cũng nghiền có cái chuyện đó chứ nói sao đi nhưng mà tại vì tôi nghe đó chúng Marx Engel nói rõ là làm theo năng lực của mình nhưng mà hưởng theo cái lao động của hưởng theo cái nhu cầu của mình á. Tôi chỉ biết là Marx là vô sản, vô thành. Thì đó mới gọi là anh làm theo cái khả năng của anh nhưng mà anh hưởng theo cái nhu cầu. Thì vô sản là không phải là đạo Phật là vô ngã, vô thành sao? Không, vô sản khác, vô ngã khác. Vô sản thì đúng rồi, đạo Phật không có nói vô thường, vô ngã sao? Nó đâu có cái gì sự thật, đó là cái nghĩa là núi non còn sụp đổ, biển quá nương dâu, dù gì rõ ràng thôi. Chủ nghĩa Marx là theo căn cứ vào chủ nghĩa Phật giáo rất hay đó. Nhưng mà tới cái vụ mà dính vô cái nhuộm màu Lenin do nó mới hư bỏ phương đường thôi. Nhưng mà thôi thì cái đó thuộc kìa của chính trị. Dạ. Mình bây giờ xin thầy cho hỏi một cái đề xuất nha. Hồi nãy giờ tôi nghe ông nói bao nhiêu đó nghe. Tôi nghe được có hai cái chữ thôi. À, gọi là khai đạo. À, khai đạo. Thế thì mình có tại sao thầy không đề xuất với cái giáo hội của Phật giáo cả thế giới này á phải đổi cái tên chữ Phật đó thành cái chữ khai đạo. Ổng là người khai đạo thì phải dùng cái từ chữ kiểu gì sao cho nó phù hợp chứ không hay ra nó như thế này đó, nó... ông hỏi tôi cũng trả lời á, nói cái khai đạo là tại vì mình dùng cái từ nó cũng chưa phải là chính xác, là cái người đầu tiên để mở cái đạo Phật tìm ra thôi. Cái đạo đó là, dạ. Nhưng mà thật ra cái đạo này đâu phải của ông Thích Ca Cù Đàm, cái đạo mà Đức Cù Đàm nói, Đức Cô Tâm Ma nói, Đức Thích Ca nói là tinh hoa của vạn hữu. Thì hồi nào giờ người ta không thấy, bây giờ ổng mới là cái người thấy gọi là khai đạo đó. Có nghĩa là Đức Thích Ca là người thức dậy trước thì khác đó, thì mở cái đường mới, mình đi thiều mấy cái ông còn đang mê ngủ gọi là thì đồng nghĩa với cái chuyện khai đạo thì thầy nó khai đạo nó lộn xộn, nó đụng với đạo Cao Đài rồi nó là ông gì đó ông tắt cái phòng tắt khai đạo mở cũng vậy. Thầy nói thôi đó giờ sao nó y vậy đi cho nội, đừng có tiên vô nó nói nữa cha, đừng có lọc cái mấy Đó là cái vấn đề ông muốn hỏi tôi giải thích cho nó xong nè. Là bây giờ đó, cho tới khi kết tập xong rồi đó, thì cái ông mà tôi quý nhất đó là ông Phú Lô Na đó. Là tại Phú Lô Na là ông thuyết pháp đệ nhất mà ông dám can đảm, coi như ông đi, ông dám coi như đi dẹp loạn để ông thuyết pháp đó. Là thật ra bên cái ngành thuyết pháp của tôi là phải là tôn trọng, cho nên cái gì cái chứ tôi lại ai lại, chứ tôi phải lại ổng. Mà bây giờ ổng là dám hy sinh gọi là cái hạnh ổng đó.
cái chỗ nào rắc rối là ổng miệng ổng nhào vô, dầu ổng vô đó nó có giết ổng không cũng nhào vô nữa, có chuyện nào dễ thì ai làm sao làm. Thành ra cái chỗ đó mà ổng đi tới đâu ổng thành công tới đó đó nghe. Còn bởi vì cái chỗ này mình mới nói là trên đời này tâm lý chúng sanh á, cái chuyện gì có lợi, chuyện gì dễ thì họ thích hơn, thấy không? Đó, họ thích hơn bởi vì nó dễ mà có lợi. Còn chuyện gì mà rắc rối, chuyện gì mà khó khăn, chuyện gì mà chịu đựng, chuyện gì mà gian khổ thì thường là chúng sanh nó đổ qua, nó đổ lại, nó đổ tùm lum mới đổ thừa đó. Đúng không? Cái này tôi nói đúng không? Đó, cho nên vậy mà tu sau này Đức Phật mới dạy cho các Bồ Tát á, cái chuyện gì khó mấy ông làm, dễ nhường cho người ta làm. Thầy tôi cũng dạy tôi vậy đó, cái chuyện gì dễ đường cho người ta đi con, cái dò chỗ nào mà chức tước danh phận đồ đó đừng có dành, bởi vì cái chỗ đó nhiều người dành lắm, mình vô dành nữa cái là mình không còn, mình vô dành nữa mình lắm phiền não. Còn con được cái chuyện gì người ta bỏ mà làm á, giờ trở lại cái này đó giống như đi vô chùa thôi, ông thấy không, vô dành dành ở hương đăng, dành gõ mỏ, dành đánh chuông, chứ cái nhà vệ sinh đâu có ai dành dọn đâu. Rồi bây giờ nhà khi mà mấy thầy nói như vậy đó, các đầu giờ mấy mụ về đặt dành dọn nhà vệ sinh, nhưng mà thật sự dọn được cái đâu dọn tâm được đâu. Ở dưới cận mình nước sâu như thế đó. Giờ thì dành nhưng mà dành để thể hiện là ta đây là nghe lời Phật rồi đi dành cái chỗ đó, chứ thật sự không phải là bằng cái thiệt tâm. Còn hồi xưa ta không nghe lời Phật đó, chưa nghe lời Phật dạy đó, chưa nghe đó thì người ta dành đó là đúng là thiệt tâm. Bây giờ tôi nói vậy mà mấy ông ba với ông đang mà thầy vô chỗ nào đó đi dành làm nhà vệ sinh cái đấy, tôi làm đây là cái đó làm đã nghe rồi thì ông làm nữa đâu có giá trị gì đâu, không thầy nói vậy không hẳn đúng thầy, tại vì con nghe rồi con mới ngộ con mới đi dành như vậy hả, đi dành hồi xưa đi dành nhưng con ngộ sao con nghe sao hiểu không phải. Ý tôi cũng nói đi dành nè, dành làm như vậy nè, cái mặc cái áo vô làm vô lòng áo tròn giống như nhà bếp vậy ta, xong đó nhà vệ sinh khóc hay làm á, tôi làm dành đi đi đó, dành vậy là không được dành. Con ngộ rồi. Thôi trở lại, thì ngày Phú Long Nga đó, ngày đi về, ngày về thì ngày ca diếp mới nói rằng là ông đó cần rót vô cái bình này luôn, chứ rót vô bình này chứ. Cho nó. Ông mới ngày Phú Long Na mới gặp tổ sư Ca Diếp, hỏi tổ sư chứ ủa bữa nay Thế Tôn đã là tỳ đồ xong rồi, là nhiệm vụ giống như hỏi là nhiệm vụ ngày tổ sư ngày làm việc gì chính vậy đó, đặng nói cho Phú Long Na tôi mừng vậy đó. Thì ngày Ca Diếp thì ngày già rồi, ngày cũng nói là ta thì có làm gì đâu, thì mới vừa qua thì do lo kết tập kinh đạt kinh tạng đó. Thì ngày Phú Long Na mới nhắc ở này tổ sư ơi, hồi đó tôi có nghe Thế Tôn nói là có những điều mà Thế Tôn á bảo là sau này không cần thì bỏ, những điều mà cần thêm vô cũng nhắc là y như vậy nữa, thì gần cái nhất ông mất là ông nói vậy, ông cũng trả lời cho tôi cái điều nào bỏ điều nào không bỏ, thế ông trả lời được. Thế thì Phú Long Na là bắt đầu bất bình mà ông tổ sư mà mình nói ông không nghe đó, phải không? Tôi nói theo cái kiểu phàm nghe, chứ đúng ra các vị đại thức này là thánh hết rồi, nhưng mà cho bây giờ cho phép tôi là tâm phàm, tôi nói theo kiểu phàm đi đó, chứ còn không biết các vị mà có như vậy không mà mình nói khi mang cái tội. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng còn ăn còn uống còn mặc còn sinh hoạt thì thế nào cũng có chuyện chút chút nó gợn buồn, cho nên khi mà ngài Phú Lâu Na can thiệp vô, ngài Ca Diếp không nghe đó, là ngày Phú Long Na bỏ đi biệt tích cho tới bây giờ cũng biết là ổng sống chết ra sao. Ý gì trong lịch sử nói vậy đó, có nghĩa là khi nghe nói vậy ngài giống như ngài có sự bất bình à, thì như vậy là nó phải rạn nứt từ đây không. Thế thì những cái trường phái mà theo cái ngài Phú Long Na vì ổng là công ổng nhiều chứ, cái chỗ nào rắc rối nhất là để Phú Long Na đi giải quyết thì phải là ổng thu hút rất nhiều cái giới ngang tàng không? Nhiều người hiền nhưng mà đâu có thu hút giới ngang tàng được. Còn cái ổng nhờ ổng vậy mà ổng có thu hút giới ngang tàng được. Nói vậy mấy ông hiểu ý tôi nói không? Cho nên những cái người mà mạnh miệng, mạnh ăn, mạnh nói, mạnh thế, mạnh kia nữa, họ đâu có phục. Thế thì họ phải theo cái trường phái của ngài Phú Long Na không? Nhưng mà lúc đó nó chưa có gì nữa, bởi vì lúc đó chưa có dung suốt, chứ có dung suốt là bây giờ là bắt đầu nó hai ba trường phái nó bàn rồi, biết không? Thế thì đó,
thì bắt đầu coi như là tôi nói là nó rạn nứt ngay từ đây chứ không có phải mà rạn nứt nứt sau này đâu. Cho tới nó lộn xộn rồi kết tập kinh tạng là thứ hai thôi, tôi không nói, nhưng mà bây giờ nội dung á là cho tới sau từ khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì mình khẳng định một câu rằng là giống như cái vì sao nó đã chợt tắt rồi thì không có một vì sao nào có thể thay thế vì sao đó được. Nghĩa là sao đó lớn nhất mà gọi là sao bắt đầu đi. Mà nó đã rớt rụng rồi thì họ dầu có sao nào cũng không thể nào thế, dầu có thế đi chăng nữa, dù như Tổ sư Ca Diếp nhưng mà vẫn có cái tư tưởng cục bộ. Cho nên tư tưởng này Ca Diếp nó đúng ra đó là thật là gọi là nguyên thủy đó. Đó. Mà nhưng mà Ngài là Đức Thế Tôn, giống như là truyền trao ấn phó thì ai dám cãi. Chứ nếu mà à, rồi sao bắt đầu cái tới Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp sao rồi mới giao A Nan, chứ thật chắc á, là nếu nói thật không lẽ lúc đó Thế Tôn nói thẳng là ta giao cho A Nan sao? Nếu mà ta giao đạo Phật cho A Nan thì khác nào gia đình trị. Hay không? Cho nên mà A Nan thì chưa chứng thánh quả, nói về cái mặt nhiều cái việc để mình bàn lắm. Ca Diếp là Ca Diếp cuối cùng cũng giao lại cho A Nan. A Nan có giao lại cho gì Thương Na Hòa Tu hay gì, là Thương Na Hòa Tu giao cho U Ba Cúc Đa dân gian để chạy già cho tới tới thời của Ngài Long Thọ thì mấy lúc nay này mới dựng lập lại cái đạo Phật này. Cho nên nếu xét cho cùng Sư Chư Tận thì người ta gọi là Tổ Long Thọ là ông Thích Ca thứ hai. Ban đầu Tổ Long Thọ viết thì theo tư tưởng Triệu Thừa, sau phóng khoáng là bắt đầu viết những cái bộ luận, nó phát triển lên, nhưng mà lúc đó chưa nói Đại Thừa, nhưng mà gọi là nó phát triển. Thí dụ như Ngài Long Thọ viết cái bộ Trung Quán Luận, đó là Phật giáo phát triển đó, là Phật giáo phát triển. Nhưng mà lúc này nếu mà nói là Trung Quán Luận này lấy kinh này dẫn chứng vô, kinh chứng vô là chưa có, cái lúc này làm sao có kinh này kinh kia mà nói là đổ viết theo cái kinh đó. Lúc này là giống như mới cái ngồi lại và viết cái bài văn thôi. Ông hiểu không? Trung Quán Luận đó. Rồi ví dụ như là sau bắt đầu từ từ ra thì Bát Đại Nhân Giác. Rồi thế kỷ thứ nhất á, thì ở bên Tàu thì ra cái Tứ Thập Nhị Chương mà tôi đã giảng, mà vào thế kỷ thứ nhất là Ngài Ma Đằng với Ngài Trúc Pháp Lan được vua Đường Hiếu Tông gì đó, ổng thỉnh qua đó, rồi qua mới ở cái sảnh của cái nơi nhà khách của nước Đại Đường đó, nước Đường đó. Rồi sau đó mới cắt cái chùa Bạch Mã đó, rồi bắt đầu có vụ trụ trì tới bây giờ. Rồi thế kỷ thứ nhất mới có vấn đề đó, trở lại thì nó rạn nứt rồi, rạn nứt thì sau đó đó thì mới chia ra làm hai nhánh gọi là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là tư tưởng bảo thủ, Đại Chúng Bộ là tư tưởng phát triển. Rồi từ hai nhánh này nó từ từ nó rạn nứt, nó thành 20 nhánh. Thì Thượng Tọa Bộ nó còn có 9 nè, mà Đại Chúng Bộ nó 11. Thế thì nó dư hơn 2. Giống như mình lấy phiếu đó, ngồi cái bàn nghe mà lấy phiếu đó, thì Thượng Tọa Bộ 9 mà Đại Chúng Bộ nó 11 là mấy 20. Thì bắt đầu Đại Chúng Bộ nó dần dần nó mạnh lên. Nó mạnh lên là bắt đầu bắt truyền, rồi bắt đầu mới nó có kinh Đại Thừa, nó nhóc nhách bây giờ. Nó bắt đầu đó. Nhưng mà thật chắc thì nói cho cùng Sư Chư Tận thì cái gốc vẫn là cái gốc ban đầu, vẫn là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Viết sao viết là miễn sao mà nhắc nhở cho người ta xa lìa các điều ác, hành trì các điều thiện, quán chiếu thấy vô thường vô ngã, để đạt tới niết bàn, thấy khổ tập diệt đạo, bát chánh đạo, nhiêu đó thôi. Cứ bao nhiêu đó là chính, rồi nó phăng ra. Nhưng mà nó thiên thác cái vô Đại Thừa ở chỗ là bây giờ trong khi lúc ông viết á, bây giờ ông mới suy nghĩ là, tới giờ tôi viết tôi suy nghĩ nè, bây giờ mà mình viết không á, viết vô dày hoài thì nó khô khan, nào viết không được. Bây giờ thêm vô, bây giờ Đức Thế Tôn đang ngồi ở trên đỉnh núi Linh Thú, tự cho Đức Thế Tôn bay trên hư không, phóng một luồng hào quang xuất khỏi nhân gian. Thế Tôn mới quá trăm ngàn Đức Thế Tôn, Thế Tôn mới nói cái bài kệ đó. Không hiểu không? Bây giờ ở chỗ này nè, chúng sanh thời này nói những cái gì mà cho nó thấy nó hết hồn, nó sợ. Rồi thêm vô đó mà nó thành tới bây giờ. Mà thay vì thêm vô cái thời cuộc đó đó,
thì lại trước sanh cái trình độ, cái nhân trí nó chưa có đến nổi, nó thấp thì mình nói được. Nhưng bây giờ thêm vô vậy mà bây giờ mấy cái này mà đem ra bên Mỹ này, đem cái trình độ dân trí nó đâu có chịu. Cho nên bên này á, thì ông thấy không, chỉ có thiền gì Vipassana, chỉ có dạy tứ niệm xứ, dạy tứ diệu đế, dạy này nó kia nghe được, chứ đâu có đem tư tưởng đại thừa qua đây truyền bá được. Mấy mươi năm cổ Nhất Hạnh ở châu Âu đó, mà thật ra ông cũng đâu có dám mà ông đem mấy cái kinh mà qua ông truyền bá cao nhất là ông cứ Nam Mô gì Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm, ông cho là Đức Quan Âm là cái thần lực, cái đại bi thôi, chứ ông đâu có dám mà gọi là truyền bá là Quan Âm thế này thế kia đâu. Luôn cả nếu mà ông truyền bá được thì ông truyền bá tịnh độ, đem tịnh độ qua truyền bá châu Âu là cho nó niệm Phật, nó giảng sanh, ông hốt, chứ ông đâu có cần mà truyền bá làm chi mà mấy cái mà thở ra thở vào, hít ra hít vào, đi về đã tới bây giờ ở đây đâu. Ông thấy không? Cho nên cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa lúc bấy giờ khi mà nó truyền sang á, nó lộn xộn là cái thời kỳ áp đó nó tăng. Bởi vì trở lại luôn luôn nè, cái dòng Hóa Thích Ca bị tiêu diệt ha, dòng Hóa Thích Ca bị tiêu diệt hết, còn lại một vài trong Hóa Thích đó, giống như họ có từng gọi là giao lưu với các cái quốc gia khác rồi, họ có cái đường, họ có cái thẻ lệnh, hay là họ có cái sự gọi là cái gì đó, passport, họ có passport đi theo bây giờ đi, họ tháo chạy được ra tới cái vùng Afghanistan. Lúc bây giờ kẹt lắm, họ mới khai tên đổi họ, họ mới ngồi là thành lập một cái bộ tộc. Họ tiếp tục, họ nếu mà Bà La Môn thì họ truyền bá cái Bà La Môn, mà Phật giáo họ truyền bá Phật giáo. Thế thì bây giờ ra đây cũng mượn cái quy đức Đức Thế Tôn mà cũng làm cái này cái khác để giữ lại cái tư tưởng của cái Phật giáo vậy thôi. Đó, thành ra Diệu Ấn Tăng là bây giờ là Tây Tạng đó hả? Không, Phật Phật Hãng này. Có tượng Phật lớn nhất thế giới này, này. Đẹp lắm, mà nó phá rồi này. Có hai tượng Phật nó phá hết. Còn khắc cũng đã đẹp lắm. Mà. Còn trở lại á, khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt rồi đó, thì Ngài Ca Diếp mà giao cho Ngài Nan rồi thì cũng không cách nào giữ được hết trơn á. Bởi vì cái dòng Phật Thích Ca đã tiêu diệt hết rồi. Hiểu không? Thì đâu có còn đâu còn thế lực gì đâu mà đạo giữ thì người hết rồi. Không mà hãy giữ được đạo nó đi liền cái chính trị. Đó. Ông nhớ rằng Đức Thích Ca sở dĩ Ngài khai đạo được, Ngài mở đạo được là dầu gì đi nữa, đi nước nào Ngài cũng nói được. Tại sao? Ông là vua mà ông không lên làm vua. Thấy Hoàng Thái Tử lên làm vua, không làm vua. Thì ông đi tới đây, ông truyền bá, ông đâu có đi giành nước làm chi. Ông hiểu không? Ông truyền bá cái đạo đức mà. Chứ thử hỏi nếu ông Thích Ca Mâu Ni, ông Cù Đàm mà dân thường như tôi, như ông, như ông đang tới, nó bắt nó nhốt tù không? Nó ông lộn lộn. Đó, thành ra Đức Ngài Cư Ba La Thập đó, khi mà qua tới Trung Hoa nó nhốt 20 năm á. Qua cũng nói đạo mà ông đâu có thế lực. Trong khi ông Bồ Đề Đạt Ma qua đó, xém bị nhốt, nhưng mà tại ông là một thái tử của một nước. Bồ Đề Đạt Ma cũng là thái tử đó nha. Nhưng mà nước nhỏ thôi. Cho nên vợ luôn vợ đấy ông chưa nhốt đầu á, chứ còn nếu mà Bồ Đề Đạt Ma mà thử hỏi dân thường cho ông nhốt đầu không? Chẳng qua là ông nói thôi, cũng dầu gì cũng nể cái tiểu quốc kia. Trở lại á, thành ra mình nói đi thì nói lại, cái gì nó không có tự nhiên một thứ được, mà đạo học mới gọi là nhân duyên. Thì khi mà Đức Thế Tôn gặp diện thời gian rồi thì Bà La Môn nó trỗi dậy. Trỗi dậy đúng đó. Ông Cụ Đàm nói cho giữ đi, nói cho giữ, bây giờ nội bộ ổng vậy đó, vậy vậy đó. Giống như người ta nói cho quá về cái chùa cũng không có, mà cái nước cũng còn, không bị gì, ông lung lưu, ông tàn sát hết rồi. Thấy không, nói về mặt đời. Nó rõ ràng nó như vậy hà. Thành ra buộc lòng á, Bà La Môn nó trỗi dậy, Hồi giáo nó quýnh tới. Thì Phật giáo làm sao giữ nổi? Giữ không nổi. Nó tiêu diệt hết, giữ nổi, cho nên chỉ có mấy ông mà chạy ra cái vùng áp đó nó tăng á. Áp nó tăng thì giữ được thời gian là để nó kéo dài, từ đó nó truyền sang Tây Tạng, rồi Trung Quốc, rồi một hướng thì nó đi qua cái đường ghe, đi qua Việt Nam, qua Lào, qua Thái, qua này kia nọ. Thì họa chăng như vậy đó thì nó mới còn lưu được. À, nhưng mà lúc đó chưa, tại lúc đó khi mà 100 năm là nó đã, nếu nói con số chính xác là 136 năm. Thì Ấn Độ nó đã không còn gì Phật giáo hết. Để ông thắc mắc, ông hỏi tôi mấy nay hoài câu đó. Cho tới hai thế kỷ sau thì vua A Dục á,
Bây giờ ông là đại đế mà. Vua Dục ông mới nghe cái danh của đất nước Ca Tỳ La Vệ, có ông Thái Tử đi tu rồi vậy mới đi tri tiền. Mà đúng ra khi mà trong cái quá trình mà vua Dục mà ông nằm trong chinh chiến lúc ông chưa làm vua đó, thì ông được gần mấy ông cận thần, ví dụ gần mấy ông nè, mấy ông rỉ tai. Rỉ tai tới dụ về gần tôi thôi, ba ông đang làm sao mà hai ông theo phò tá tôi, thì ông nói tại tôi nhờ cái giáo lý của Phật Thích Ca, thấy không? Thế thì ông lọt vô lỗ tai Hoa Dục, ông đồng mới tìm hiểu. Ông tìm hiểu cho nên rốt cuộc ông lên, ông làm đại đế, thì ông mới nghĩ cái ơn những cái cẩn thần này nè. Mà những cẩn thần này nó là vì chính nghĩa, vì từ bi, vì xã vậy đó nhân nhân. Ông mới đi tìm hiểu, ông mới coi như ông bắt đầu, ông mới phục hồi, coi như là ông làm cho cái đạo Phật nó sáng giá một giai đoạn đó. Hiểu chưa? Đó là nó lý do vậy. Thì ra sau này nó tàn sát hết, nhưng mà ông đi tìm hiểu thì ông biết đây, chỗ này chắc chắn mấy trăm năm trước có một vị hoàng thái tử ra đời tên là Sĩ Đạt Đa. Thì thôi giờ ông ra lệnh cho quân binh, ông ấy giờ đục cục đá khắc cái chữ gì đó của ông biết, nhưng mà đây là cái minh chứng là có ông thái tử ra đời. Rồi mới đi tìm giờ mấy trăm năm trước gì đó, sau mấy chục năm có một cái ông Sĩ Đạt Đa này, ông chết ở tại Câu Thi Na này, ông dựng trụ đá đó để làm cái chỗ sanh chỗ tử ha. Rồi cái chỗ thành đạo là cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, cái chỗ đó là quan trọng nhất mà còn lưu lại là cái trụ đá đó, chứ cái chỗ Lâm Tỳ Ni đó là cái hai chỗ thôi là chính đó. Thì sau khi đó là nó tiếp tục một lần nữa đạo hồi đạo và nó tiêu diệt lần nữa, nó tàn sát, nó không để dấu vết. Nó không để dấu vết nhưng mà nó không để ý với cái trụ này. Nó tưởng nó là cái chuyện đơn giản thôi. Cho nên là sau là khai quật từ từ thì những mai là những cái cổ ngữ gì đó của ông Vua Dục hồi xưa đó nó còn lại vậy thôi. Tôi chỉ biết theo kiểu ngu dốt của tôi nhiêu đó thôi. Rồi giờ tôi cũng khẳng định lần nữa, ai muốn hiểu chính đi tìm mấy ông mà nghiên cứu. Tôi nói lại. Còn tôi thì tôi chỉ biết tới đó thôi. Rõ mất thời gian không này? Cái mốc thời gian cái từ cái lúc mà bị mai 136 năm sau khi tịch diệt á, cho tới cái lúc mà vua A Dục phục hồi đó, có thời gian đó, cái mốc thời gian đó là bao lâu rồi? Ông gõ Google có hết á, giờ hỏi tôi không nhớ. Cái này là có ghi vào lịch sử à? Đó. Đây là có khảo cứu đàng hoàng, bởi vì vua A Dục ông đi đánh trận lúc nào, ông giết ai kia rồi ông dựng đồ đá lúc nào có. Đó. Dạ, ông gõ là nó dính liền với nhau, lịch sử vua A Dục với Phật giáo dính liền với nhau. Còn Nepal là cái xứ mà Phật thành đạo sao đây? Hay là sao Phật ra? Không biết giờ tôi nói, tại vì tôi chưa, thật sự tôi không biết làm địa giới. Nepal là nó nổi tiếng lắm này. Là xứ toàn quốc Phật giáo không? Mà người ta bảo nó hạnh phúc nhất thế giới bây giờ là xứ Nepal. Không, Bhutan, nước Bhutan. Nepal đấy. Đó cái xứ đó nổi tiếng lắm. Trong đoạn lắm mà con không nhớ là không biết là Phật ở đạo là đó, hay là Phật nhập kiệt ở đó, hay là Phật thành đạo ở đó. Mà cái xứ nổi tiếng lắm, Nepal, nằm nó cái tiểu quốc nhỏ ở biên giới Ấn Độ. Thì có một cái có nhiều mấy dân hả? Mà lắm. Cái tới đó là coi như ăn chay không đó. Vâng, ăn chay không mà... Mà đó là ông vua đặt 11 giờ mà muốn vô đó là phải giờ ai cũng vô được đâu nghe. Là ông vua đâu có đức lắm mà vô đó giống như vô cái cõi thần tiên thì dùng đó. Hạnh phúc lắm. Nghe đó chứ tôi không biết. Còn cái tên gì, Nepal Nam Bhutan thì tôi không biết mà. Có nghe nói. Mà mình không phải tự nhiên mình tới đó được đâu. Nó phải xét kỹ lắm mới vô được đất nước đó. Nó vô đó giống như cõi thiên đường ấy. Đúng mà trên giặc lấy Himalap Sơn ấy. Sứ Nepal, sứ Phật đó thầy. Người ta gọi là sứ Phật đó. Còn cái thời mà văn minh hiện đại nhất của thời Đức Phật mà bây giờ á, là nó ngang với cái dân chủ của Mỹ á, là cái chỗ mà cái vườn xoài á. Vườn xoài của cô xoài. Gái mà vợ nhỏ của vua Ba Tư Nạc á. Là không chấp nhận đó, là khi ổng còn giờ ổng chính thức, ổng còn chưa lên làm vua, ổng đi săn ổng gặp cô đó rồi mấy thương, nhưng mà về triều chính không chịu, là tại vì ổng là vua mà cô gái này không có được cái giai cấp á, mới sanh ra một người con trai là kỳ bà sao, mới
là làm thầy thuốc giỏi, vừa vô trị cho cha mà vừa vừa đi theo hầu trị bệnh cho Phật luôn đó. Nên như kỳ bà chết trước Phật, chứ nếu mà còn thì chắc ông cũng theo hầu Phật thì không đến đổi 5, 7, 9 tuổi bệnh như vậy. Nói chung là giờ cái đây là sự chỉ nhắc sơ qua thôi, chứ không có nhắc là kỳ bà ba lúc đó bao nhiêu tuổi không. Chỉ là nhưng mà biết cái lịch sử thì cái chỗ vườn, cái chỗ mà khu vực cái thôn của vườn sồi đó là cái thôn dân chủ đầu tiên của thế giới, là bầu cái ông trưởng thôn hay kia mình nói theo liên từ ngày nay đó, còn chưa tên gì cũng biết nữa, là đều có bỏ coi như là có sự quyết định gọi là dân chủ đàng hoàng đó. Nhưng mà kết tập lần thứ nhất đó thầy, sau khi Phật nhập Việt bao nhiêu năm thưa thầy? 136 năm đó. Ông mới đâu, nói... trăm ngày. Trăm ngày chứ thôi. Trăm ngày. Nè, tại vì đó còn nhớ chán. Chứ 136 năm mấy ông có chết rồi. Ngày nhưng mà chỉ nói đi nói lại có mấy bài hà, cho nên mới gọi là bát thập tụng lực á. Là nói đi nói lại là coi như là 80 lần vậy, bài nào cũng nói vậy, nói ông này nói, ông kia nói dần lên để cho thuộc á. Chứ đâu có bằng cả đâu. Đúng rồi. Cái cách nói vòng cho nó phục bài. Để lại mà cây. Chứ không phải mà có giấy viết đâu mà ghi. Mấy ngàn năm trước rồi. Rồi bây giờ thôi, mấy ông nội đi học sau này thì cái nào là đầu tiên là kinh Phật là ghi chữ Bali, ông thì học Sanskrit thì nói chữ Sanskrit. Ôi thôi mà ai nói cãi mà đó. Tôi nói thôi, mấy cha ơi, mấy cha cãi cho, mọi cha cãi mấy cha cũng là hậu sanh không à. Chẳng qua mấy học, bây giờ mỗi ông thầy nó dạy học khác nhau. Đó mấy ông nhắc con chip vô đầu đó, nhớ trơn trời. Thành ra ví dụ như nội cái tiểu bang mình có cái ông sư mà ông sư Sáng Lãi, ủa sư Sáng Nhiên đó, ông bây giờ ông cứ ông một hai ông là ông cứ ví dụ cái danh từ đó, ví dụ như ông nói là ông theo cái trường phái ông là phải bút đa giá, ông phải đá là cái có dấu sắc, cái gì ông nói cũng phải có cái dấu sắc. Còn ví dụ như qua một cái đất nước nào đó nó không chịu bút đa ha chứ nó không chịu đá, còn ông này thì ông nói không phải bút đa há, bút đa giá gì đâu, không phải vậy đó, là phải trúng cái chữ cổ đó, ví dụ mà ai nó vậy đó. Đó tùy theo quốc độ thôi thầy mới nói đó. Mà nói chung là cái cha nào cũng muốn coi như là phải rốn thể hiện mình là lão đích của vũ trụ, rốn của vũ trụ thôi, không có cha nào mà tiểu mình là... Okay, chịu làm nhỏ, muốn làm lớn không ạ? Muốn làm trung tâm không ạ? Rồi bây giờ ông cố gắng tới đâu rồi? Bây giờ xây qua chuyện phòng tục. Thôi là chắc để cho ông đang...